Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. À, lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, chúng ta sinh ra mỗi người thì đều có một cái số mệnh khác nhau và ứng với năm cái ngũ hành, đúng không Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ. Trong đó Thổ là một trong năm những cái ngũ hành cơ bản. À, thổ tức là đất, là môi trường để ươm trồng, nuôi dưỡng phát triển và cũng là nơi để sinh ký tử quy của mọi vật thổ tượng trưng cho đất đai thiên nhiên và cái nguồn cội của sự sống đặc điểm đặc trưng của những người hành thổ là tích cực đấy thổ biểu thị cho cái lòng công bằng trí khôn ngoan và cái bản năng khi mà tiêu cực ấy, thì thổ có thể tạo ra cái sự ngột ngạt hoặc là biểu thị cái tính hay lo hay lo về những cái khó khăn không tồn tại À, trong chương trình ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người hành thổ những người hành thổ nhé những người có mệnh thổ về tất tần tật về những người mệnh thổ có kết hợp làm ăn với ai làm gì chọn xe màu gì chọn nhà màu gì ở hướng nhà nào vân vân đó tất tần tật để quý vị nắm bắt được rõ về cái vận trình của những người mệnh thổ từ đó quý vị sẽ có cách ứng xử hài hòa hơn đó à, thưa quý vị à, theo cái cục diện ngũ hành tương sinh tương khắc thì chúng ta có đúng không ạ ở quy luật tương sinh thì chúng ta có là gì mộc sinh hỏa này hỏa sinh thổ này thổ sinh kim kim sinh thủy và thủy lại sinh mộc ở quy luật tương khắc chúng ta có thủy khắc hỏa hỏa khắc kim kim khắc mộc mộc khắc thổ và thổ lại khắc khắc thủy như vậy riêng với hành thổ có hai nguyên lý hoạt động cơ bản nhất thổ tương hợp với thổ thổ tương sinh với hỏa và kim thổ tương khắc với mộc và thủy đấy À, mệnh ngũ hành thổ có 6 nạp âm bao gồm có lộ bằng thổ tức là đất đi đường ấy, thành đầu thổ tức là đất trên thường thành ốc thượng thổ tức là đất đóng nhà bích thượng thổ là đất tỏ vò, đại trạch thổ là đất nền nhà sa trung thổ là đất pha cát thứ hai chúng ta xét về năm sinh của những người mệnh thổ thưa quý vị à, theo học thuyết ngũ hành âm dương thổ chia ra làm 6 loại nạp âm đúng không ạ như tử thông đã về chia sẻ ở trên ấy, có gồm lộ bằng thổ, đại trạch thổ, sa trung thổ, bích tượng thổ, thành đầu thổ và ốc tượng thổ. À, muốn biết người bệnh thổ sinh năm nào thì xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người mà sinh năm 1938, 1998 hay là 1939, 1999, tức là tuổi mậu dần và tuổi ký mão ấy, thì có nạp âm ngũ hành là thành đầu thổ. À, những người sinh năm 1961 hay là 2021 hoặc là 1960, 2020 ấy, là tuổi canh tí tuổi thân tân sửu thì có ngũ hành là bích tượng thổ. Những người sinh năm 1930 và 1990 là tuổi canh ngọ. Có ngũ hành nạp âm là lộ bằng thổ. Những người sinh năm 1968 tuổi mộ thân thì là có nạp âm là đại trạch thổ. Những người sinh năm 1931 hay là 1991 là tuổi tân mùi, có nạp âm ngũ hành là lộ bằng thổ. Những người sinh năm 1946 hay là 2006 là tuổi bính tuất. Có ngũ hành nạp âm là ốc tượng thổ. Những người sinh năm 1969 hay là 2029 tuổi kỳ dậu ấy thì có ngũ hành là đại trạch thổ. Những người sinh năm 1947 2007 tuổi đinh hợi thì có nạp âm ngũ hành là ốc thượng thổ. Những người sinh năm 1976 hoặc là 2036 tuổi bính thìn ấy thì có ngũ hành là sa trung thổ. Những người sinh năm 1960 hay là 2020 tuổi canh tý thì có ngũ hành là bích thượng thổ. Những người sinh năm 1977 hay là 2037 là tuổi đinh tỵ thì có ngũ hành là Sa trung thổ. Đó, đó là tất tần tật về những người mệnh thổ, những người sinh năm mệnh thổ. Thì tử thông sẽ để trên màn hình nhé, để cho quý vị đối chứng. À, tiếp theo chúng ta cùng xét về những cái tính cách, những cái đặc điểm và cái vận mệnh của những người mệnh thổ. Xem là những người mệnh thổ cát hung ra sao vận mệnh thế nào và làm thế nào để có được cái may mắn tài lộc đến với mình. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tính cách của người mệnh thổ. À, thưa quý vị, Tính cách của những người mệnh thổ có đặc điểm nổi bật không thể nhầm lẫn được với các mệnh khác trong ngũ hành âm dương, bao gồm có những ưu và khuyết điểm sau đây. À, thưa quý vị, ưu điểm trong cái tính cách của những người mệnh thổ thì những người mệnh này có những cái đặc trưng trong cái tính cách là cái sự bao dung, sự tha thứ và đáng tin cậy. Họ cũng là những người mà rất là trung thành và dễ được lòng mọi người vì luôn giữ được chữ tín. À, nếu như mà đã hứa với ai điều gì đó thì họ sẽ sẵn sàng hoàn thành bằng mọi bằng mọi giá thậm chí một khi đã hứa hẹn thì họ sẽ lên kế hoạch để thực hiện nó cho bằng được những người mệnh này hiểu rõ về cái lợi thế của mình à, biết rõ cái sức mạnh của mình ở đâu đến đâu và biết cách để phát huy cái điều đó à, những người mệnh thổ có tính cách là trầm bình tĩnh cẩn trọng à, có khả năng tổ chức khi làm bất cứ cái việc gì họ ngăn nắp khéo tay và nhạy cảm nhưng cũng khá khép kín và nhút nhát những người mệnh này thì rất thực tế và kiên trì là cái chỗ dựa vững chắc trong những cơn khủng hoảng đôi khi cũng bị chê là những người chậm chạp nhưng mà những người mệnh thổ vẫn luôn làm theo cái cách riêng của mình họ có ý thức rất mạnh về cái sự công bằng cái quan điểm sai trái và đúng đắn những người mệnh này cũng khá là liều lĩnh và nhiệt tình trong các dự án mới cái nhược điểm trong cái tính cách của những người mệnh thổ thì như sau này thì bên cạnh những cái ưu điểm ở kế trên ấy thì những người mạng thổ sẽ tồn tại những cái nhược điểm như là thiếu cái sự quyết đoán không dám nghĩ lớn và nghĩ xa nên là ít khi thực hiện được cái việc lớn việc trọng đại đôi khi những người mệnh này dễ sinh ra cái thành kiến với những người khác hay là việc khác bù lại họ có tính kỷ luật tự giác và cả cái lòng tự trọng nên là cũng rất được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp. Điều đó cũng sẽ giúp cho họ nhận được cái sự hỗ trợ của mọi người để hoàn thành cái công việc một cách xuất sắc. À, nên vẫn có khả năng thăng tiến lên những cái vị trí cao hơn. Vì thế để gia tăng cái may mắn cho mình ấy, thì những người mệnh thổ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật đấy. Nó sẽ giúp quý vị được tịnh tâm an nhiên và khai sáng trí tuệ đưa ra những cái quyết định sáng suốt trong công việc cũng như trong cuộc sống à, từ đó sẽ giúp quý vị gì tránh được những cái hung họa và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình cái minh quân pháp bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người mệnh thổ À, thưa quý vị à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận mệnh sự nghiệp của những người mệnh thổ à, quý vị thân mến thì với cái tính cách thích cái sự ổn định cầu toàn lạc quan những người mệnh thổ thường nhận được nhiều cái may mắn trong cuộc sống lẫn công việc nếu là nhà lãnh đạo doanh nghiệp thì những người mệnh này nên thuê người khác hỗ trợ à, vì cái sự thiếu liều lĩnh của mình có thể làm ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh chung à, nhược điểm của họ là không ưa hoạt động bảo thủ nhàm chán không cảm thấy cấp bách khi mà theo đuổi các mục tiêu họ chỉ tập trung vào một cái lĩnh vực cố định vì vậy khi mà công ty đạt được một cái quy mô nhất định thì họ sẽ có xu hướng bị trì trệ về mặt hôn nhân phụ nữ mệnh thổ thích sự ổn định trung thủy làm việc chăm chỉ siêng năng tôn trọng cha mẹ thì đây cũng là mẫu người phụ nữ lý tưởng để kết hôn à, vì họ chắc chắn là cái hậu phương vững chắc cho cả gia đình Đấy. À, đàn ông mạng thổ tốt bụng có trách nhiệm tôn trọng giá trị của gia đình. À, tuy nhiên, họ không biết cách chăm lo cho gia đình. Họ vốn lười biếng, không thích nói chuyện về sức khỏe, về mọi chuyện khác. Đàn ông bệnh này không giúp đỡ vợ được nhiều. À, lúc tán tỉnh thì họ sẵn sàng bắt tay vào giúp, nhưng sau khi kết hôn ấy, thì sẽ không còn chuyện đó nữa, thậm chí là gì còn yêu cầu về vợ hỗ trợ rất nhiều. Về mặt sức khỏe, thì những người bạn thổ thường có tóc ngả vàng, mũi hơi to, và môi dày. Nếu mà ăn đồ béo nhiều thì da bị nhờn và thậm chí có thể gây bệnh ngoài da như là mụn trứng cá, phá hủy cấu trúc của da, dẫn đến là sẹo lồi lõm. Những người bệnh thổ mạng thổ cần lưu ý về cái khí trong người, mà khác ruột vào toàn bộ cái hệ thống tiêu hóa cũng là một phần dễ bị bệnh, nên phải cần kiểm tra thường xuyên. Những người mạng thổ có dạ dày lớn, tiêu hóa và hấp thu rất là tốt, cơ thể thì hấp thụ dinh dưỡng tốt nên là cơ thể rắn chắc đây là cái nguyên nhân mà những người mệnh này thường có vẻ bề ngoài mập hơn so với những người cho so những người khác. À, thứ tư là chúng ta cùng xét về ngoại hình của những người mệnh thổ. thì nhìn chung ấy tướng người hình thổ có các đặc điểm chung như là trên khuôn mặt là gì? cái phần quay hàm thì rộng lại chán ngắn và rộng mũi nhỏ, đấy. cái ngũ quan thì đầy và tròn, à, lông mày dài thẳng, mắt to da vàng. dáng người hình thổ không được thanh thoát hơi có phần nặng nề vai gù eo thì thô nặng xương thì thì nhẹ người hành thổ thì từ nhỏ đã có vẻ ngoài là mũm mĩm xương to đến cái thời điểm trưởng thành thì dễ bị tăng cân vì cơ thể dễ tích tụ các chất béo à, cũng chính vì thế mà những người mệnh thổ khá là khó giảm cân vì chẳng những phải có cái chế độ ăn uống hợp lý mà còn cần phải luyện tập thể dục thể thao thì mới có thể giảm cân được và có được một cái thân hình như mong muốn cái làn da của họ thì sáng, bóng, dễ bắt nắng nhưng mà cũng khá là đều màu. Cái mái tóc nâu và dễ bị nhờn. Có thể một số người thì sống ở khu vực nhiệt đới thì tóc sẽ bị xoăn. À, móng tay của người hành thổ thì dày, bàn tay thô, dày, rắn, chắc. À, các ngón tay thì mập và dễ ra mồ hôi. Đó chính là cái kiểu bàn tay của những người được gọi là bàn tay mẫn cán, cương nghị. À, thứ năm là mệnh thổ hợp với ai? À, thưa quý vị dựa vào cái quan điểm ngũ hành tương sinh tương khắc ta biết những người mạng thổ sẽ hợp với mệnh gì à, cụ thể những người mạng thổ rất hợp với những người mệnh hỏa mệnh kim và chính là những người mang ngũ hành thổ nếu mà bạn thuộc ngũ hành thổ mà kết hợp với những người mệnh hỏa thì là sự kết hợp đại cát đại lợi phúc lộc thì dư giả bởi hành hỏa nó hỗ trợ rất nhiều cho cái hành thổ à, vợ chồng mà thuộc hai cái mệnh này thì tiền tài luôn đầy ắp tình cảm thì keo sơn vợ chồng thì đồng lòng nên là khó khăn nào cũng dễ dàng vượt qua được nếu các bạn mà thuộc hành thổ mà kết hợp với mệnh kim thì các bạn cũng dễ dàng vươn đến cái thành công dưới cái sự hợp tác hỗ trợ của bên kia à, cuộc sống hài hòa sung túc à, tuy nhiên các bạn cũng cần phải hy sinh cho đối phương nhiều hơn để bên kia được lợi vì thổ sinh kim tức là sinh xuất ấy. Nếu mà các bạn mạng thổ mà lại kết hợp với những người mạng thổ giống mình ấy, thì cũng được coi là lưỡng thổ tương sinh, nó rất là tốt cho cả hai. Một câu hỏi đặt ra là vậy tại sao phải chọn người hợp mệnh với mình? Đúng không? À, thưa quý vị trong hôn nhân nếu có cặp đôi mà có mệnh tương hợp thì vợ chồng chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, mọi sự sẽ hanh thông, gia đình thì đầm ấm, con cái thì hòa hợp, công danh sự nghiệp thì thăng tiến, sức khỏe thì dồi dào. Còn trong kinh doanh ấy, nếu mà đôi bên mà có ngũ hành tương sinh hoặc tương hợp với mình ấy, thì làm ăn tốt, kết hợp với nhau sẽ thuận buồm xuôi gió, tạo ra những cái lợi nhuận cao, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo đến nhà. Vì thế, để tăng cường thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người mệnh thổ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy của nhà Phật tên là Minh Quang Pháp Bảo. À, Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quân pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người mệnh thổ. À, thưa quý vị, à, thứ sáu chúng ta cùng xét về mệnh tương khắc tương xung với mệnh thổ. À, quý vị thân mến, những người mệnh thổ nên tránh kết hôn hoặc là hợp tác với những người có mệnh khác với mình. Bởi nếu mà kết hợp với họ ấy, thì các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở, dễ khắc khẩu hay là bất đồng quan điểm Vậy thì những người mệnh thổ thì khắc mệnh gì? Cần tránh kết hôn và hợp tác với những tuổi nào? Đó. À, quý vị thân mến, thì dựa theo cái quan hệ tương sinh tương khắc, ta có thể biết được mạng thổ khắc với hành mộc và hành thủy. Đó. À, nếu mà kết hợp với những người mệnh xung khắc này, trong hôn nhân thì vợ chồng sẽ xung khắc như nước với lửa, gia đình thì có nhiều việc phải lo. Còn nếu mà làm ăn ấy, với những người này thì... Cái việc làm ăn nó gặp nhiều cái trắc trở lỗ nhiều hơn lãi Khó có thể làm ăn được lớn à, Tuy nhiên dù là mang mệnh hợp hay là mệnh khác ấy, Thì đó đều là mang cái tính chất tham khảo Để mọi người cùng biết và tránh à, Quan trọng nhất vẫn là cũng cần phải có cái tư duy và cái suy nghĩ đồng lòng Hơn nữa trong cuộc sống hôn nhân cũng như là trong công việc ấy, Thì đều cần phải có một cái kinh nghiệm nhất định Đấy À, quý vị hãy luôn nhớ đấy, Hôn nhân thì có hạnh phúc bền chặt hay không ấy, hoặc là công việc làm ăn có suôn sẻ, thuận lợi hay không ấy, cũng phải đến từ cái tình cảm và cái sự thấu hiểu, cảm thông, tin tưởng của hai bên chứ không phải là do một phía mà cứ mong muốn đối phương phải làm lợi cho mình đúng không ạ? À, quý vị thân mến, đó, như vậy là gì? Từ thông vừa chia sẻ cùng quý vị và những người mệnh học mệnh khác Tiếp theo chúng ta xét đến cái vấn đề thứ bảy là cái phong thủy cho người mệnh thổ. Mệnh thổ thì hợp màu gì và kỵ màu gì là một trong các câu hỏi được khá nhiều à, độc giả quan tâm và gửi đến chương trình. À, theo quan điểm phong thủy thì người mạng thổ hợp nhất với các màu tương sinh và tương hợp sau đây Một là màu sắc hợp kỵ với những người mạng thổ Màu hợp với những người mạng thổ à, Theo quan điểm của phong thủy thì những người mạng thổ hợp nhất với các màu tương sinh hoặc là tương hợp với mình Màu tương sinh thuộc hành hỏa như là màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu cam. Đó. Đây là những màu mà tượng trưng cho cái sự nhiệt huyết, may mắn, sức mạnh, cá tính và cái sự quyền lực. Màu tương sinh thuộc hành kim thì nó có bao gồm có màu xám, bạc, màu trắng. Màu tương hợp với hành thổ thì nó là màu vàng, màu nâu hay là màu nâu đất. À, còn những màu mà khắc với những người bệnh thổ, à, như chúng ta đã biết, ấy, những người bệnh thổ nên tránh xa cái màu xanh màu xanh lá cây nó thuộc hành mộc bởi thổ sẽ bị mộc nó khắc khiến cho cuộc sống của các bạn gặp nhiều cái chuyện lận đận vất vả và không được may mắn à, theo quan niệm phong thủy thì các bạn cũng có thể dùng các trạng thái như màu xanh nước biển màu đen vì màu đen màu xanh nước biển nó thuộc hành thủy thổ khắc được thủy đấy nên là gì cũng có thể là dùng được và đặc biệt trong chuyện mua xe mua pháo hay là chuyện chọn màu sắc để bổ trợ cho cái thân mệnh của mình À, tiếp theo là chúng ta cùng xét về những cái hướng hướng nhà hợp với những người bệnh thổ à, quý vị thân mến mua nhà là một trong những quyết định rất hệ trọng đối với một đời người và cái việc xem hướng nhà cũng là một trong những cái yếu tố vô cùng là quan trọng nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận hạn may mắn hạnh phúc cũng như là cái tài lộc của gia chủ nếu mà chọn được mua nhà có hướng phù hợp hợp với bản mệnh thì gia chủ làm ăn sẽ phát đạt sự nghiệp thì thăng tiến còn nếu mà chọn phải những ngôi nhà mà có hướng không đẹp thì ảnh hưởng đến sức khỏe, con đường phát triển, hôn nhân của gia chủ. Vậy thì dưới đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những hướng nhà đẹp với những người mạng thổ. Thứ nhất là hướng Nam. Ở hướng Nam thì có ngũ hành thuộc hỏa mà hỏa lại sinh như thổ. Nhờ thế mà sống trong căn nhà hướng Nam ấy sẽ giúp cho những người mạng thổ vận trình thì tăng tiến, công danh thì thành đạt sự nghiệp thì hanh thông sung túc đủ đầy hướng bắc mang hành thủy bên cạnh đó những người mệnh thổ có thể lựa chọn hướng nhà hướng bắc à, vẫn sẽ thuận lợi về mọi mặt à, tuy nhiên hướng bắc là cái hướng thuộc hành thủy nhưng mà thổ chấn áp được thủy nên là cũng không đáng ngại thậm chí cái hướng này nó còn rất tốt cho những người gì cho phong thủy của những người mệnh thổ thăng tiến trong cả công danh sự nghiệp tiền bạc lẫn tình yêu gia đạo hướng của những người mệnh thổ là hướng tây ấy thì cũng sẽ phù hợp với những người bạn thổ do tây thuộc kim thuộc tây tứ mệnh, cho nên hướng hợp với bản mệnh nhất là ở hướng tây tứ trạch bao gồm các hướng đông bắc và tây nam. Thưa quý vị, ở một cái mức độ nào đó thì căn nhà sẽ giúp cho quý vị đánh thức được những cái năng lực tiềm ẩn trong cơ thể mình, có lợi cho cái việc phát huy tài năng còn tiềm ẩn trong cái mệnh cách của những người mạng thổ. Cái việc chọn được cái hướng hợp với bản mệnh sẽ giúp gia chủ dễ dàng xây nhà cây đồ gọn gàng đúng đắn và hợp với mệnh của mình sở dĩ phải làm như vậy là bởi chọn đúng cái hướng hợp bản mệnh sẽ mang lại cái may mắn hanh thông sức khỏe thì dồi dào may mắn phát đạt cho các thành viên trong gia đình à, thưa quý vị à, vấn đề tiếp theo chúng ta cùng xét về chọn xe hợp với những người mạo thủy à, thưa quý vị à, cái xe cũng là một cái phương tiện đi lại đôi khi còn là một cái phương tiện kinh doanh kiếm tiền vậy nên nó cũng có thể là được coi là cái cần câu cơm của rất nhiều người đấy. và mệnh Thổ thì hợp xem màu gì à, thưa quý vị à, theo cục diện ngũ hành tương sinh thì những người mệnh thổ khi chọn mua xe nên chọn các màu sắc tương sinh đó là màu gì cam tím hồng đỏ trắng xám bạc đấy hoặc là một tương hợp là màu vàng màu nâu và kỵ các màu tương khắc như là cái màu xanh lá à, xanh lá bên cạnh đó thì bạn thổ mua chiếc xe có màu tương sinh ý, tương hợp với mệnh ý, thì chiếc xe đó sẽ mang lại rất nhiều cái lợi lộc cho chủ nhân xe sẽ giữ được bền bỉ ít hỏng à, người lái xe thì thoải mái nếu rủi ro xảy ra tai nạn ngoài ý muốn ý, thì cũng chỉ bị thư nhẹ nói chung là gặp giữ hóa lành cần tránh mua những chiếc xe màu tương khắc với mệnh chủ bởi làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trí của người lái xe khi mà đang điều khiển dễ sinh ra bội bực hay là cáu gắt à, xe thường bị trục chặt va chạm phải sửa chữa thường xuyên gây chuyện tốn kém khi xảy ra tai nạn thì dễ hỏng hóc nặng nề gây ra thương tật cho những người ngồi xe à, tuy nhiên màu sắc xe cũng là một cái phần mà giúp quý vị có thể là cải thiện cái may mắn cho mình à, quý vị hãy lựa chọn ra những màu xe phù hợp thì sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhiều hơn à, tiếp theo chúng ta cùng xét lại những người mệnh thổ thì nuôi cá màu gì để hợp phong thủy? À, thưa quý vị, à, theo quan niệm phong thủy thì những người mạng thổ có thể lựa chọn rất nhiều các loại cá khác để nuôi trong nhà. Đấy. Tiêu biểu bao gồm các loại cá sau. À, thứ nhất là con cá nhau, quý vị biết con cá nhau không? Ạ? Đấy. Thì đây là loại cá đại chúng, đại diện cho cái sức mạnh cạnh tranh và tấn công trong cái thương trường. Vì thế rất hợp cho những ai buôn bán kinh doanh. Thứ hai là cá la hán, có đầu hình giống như là đầu người. Ấy à, khi mà nuôi cá la hán sẽ giúp cho gia chủ những người mạng thổ rất thịnh vượng và may mắn thứ ba là cá huyết anh vũ đây là cái loại cá âm dương có màu đỏ tươi như cái ngọn lửa đây là cái loại đứng đầu về các loại cá trong phong thủy có lẽ các bạn đang thắc mắc loại cá này hầu như là mệnh nào cũng có thể nuôi chúng được bởi chúng là cái loại cá âm dương rất phù hợp với các gia chủ tin và phong thủy À, tiếp theo chúng ta cùng xét về cây hợp mạng với những người mệnh thổ. À, những loại cây hợp mệnh với mệnh thổ sẽ giúp cho có được cuộc sống viên mãn. Mạng thổ nên chọn những loại cây phù hợp với mệnh để tạo ra cái sự hài hòa và giúp gia tăng thêm cái may mắn trên con đường công danh sự nghiệp ở phía trước. Đồng thời cũng tạo ra cái cảm giác bình an, thúc đẩy nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp, khắc phục những cái điểm yếu điểm xấu đúng không ạ. À, một số loại cây phù hợp với những người mạng thổ có thể kể đến như là cái cây hoa vạn lộc, đồng tiền, đàm tiếu hay là cây hồng môn. À, thứ sáu, chúng ta cùng xét đến cái chọn là các loại đá phong thủy hợp với những người mệnh thổ. À, thưa quý vị, à, những người mệnh thổ có thể chọn các loại đá phong thủy hợp mệnh thổ dựa trên cái màu sắc và cái công dụng của các loại đá. Đá phong thủy hợp mạng thổ có thể kể đến như là đá ruby hồng ngọc, đúng không ạ? thì quý vị có thể tham khảo thêm cái nhất là nữ mạng nhé nữ mạng quý vị có thể chọn thêm cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân thì đây cũng được làm bằng một cái loại đá ruby hồng ngọc ruby sao ấy nó cũng sẽ mang lại cái năng lượng dương cao à, giúp cho quý vị có được một cái những cái may mắn tài lộc nhất định trong cuộc sống à, cái vạn phúc chi nhân cũng là cái biểu tượng phong thủy của nhà Phật nó cũng sẽ giúp quý vị được tịnh tâm an nhiên khai sáng trí tuệ và gia tăng cái may mắn tài lộc cho gia chủ Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vận phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé, đặc biệt là với nữ mạng. À, thưa quý vị, bên cạnh giúp vi hồng ngọc thì quý vị cũng thể chọn thạch anh tím, mắt hổ màu vàng, nâu hay là thạch anh tóc vàng vân vân. Thì đây là những loại đá mang cái nguồn năng lượng tích cực, may mắn cho những người mạng thổ. Đồng thời, nó cũng xua tan cái năng lượng xấu, tiêu cực, rất tốt cho cái sức khỏe của người sử dụng còn đối với chữ em mạng thổ ấy, thì các bạn có thể lựa chọn các loại đá thạch anh tóc đỏ hoặc là thạch anh hồng à, rất tốt cho bản mệnh hai loại đá này sẽ giúp điều hòa cái khí huyết hỗ trợ điều trị các bệnh phụ khoa và tăng cường cái nét quyến rũ dịu dàng thêm phần yêu đời và thu hút cái ánh nhìn của những người khác giới cái màu hồng như là màu hồng của cái viên đá ruby này, này màu hồng của viên đá ruby này nó cũng sẽ tượng trưng cho cái tình yêu bền vững tượng trưng cho cái sự tin tưởng và gắn kết nên là khi đeo sản phẩm này, nó cũng sẽ giúp cho gia chủ có một cái tình yêu viên mãn, hôn nhân thì bền vững, hạnh phúc thì lâu dài đúng không ạ? Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 nhé. À, thưa quý vị, một câu hỏi nữa đặt ra là những người mạng thổ thì hợp với nghề gì? Quý vị thân mến, theo cái quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành ấy, thì những người hành thổ sẽ hợp với những nghề liên quan đến lửa, tức là thuộc mệnh được tương sinh ấy, và làm mệnh hỏa đúng không ạ? tức là hỏa sinh thổ đấy hoặc là nghề liên quan đến đất đai thuộc mệnh tương hợp với những người mệnh thổ của mình cụ thể là các nghề như là trồng trọt chăn nuôi gốm xứ hoặc là gì là những nghề lính cứu hỏa hoặc là bảo hộ cứu hỏa bán đồ bảo hộ cứu hỏa đấy hoặc là kỹ sư nhiệt điện mỏ địa chất khoáng sản cầu đường xây dựng vân vân nếu mà bản mệnh muốn làm các nghề liên quan đến kinh doanh thì có thể tham gia các công việc kinh doanh bất động sản địa ốc thì cũng sẽ cực kỳ được lợi À thưa quý vị, một cái trường hợp nữa đặt ra là với những người khuyết thổ thì chúng ta nên làm gì? À, quý vị thân mến, thì trong cái bộ môn tứ trụ bắt tự ấy, bộ môn tử bình ấy, thì những người khuyết thổ sẽ có xu hướng bổ sung cái hành thổ thông qua cái cách ăn uống hoặc là cái chọn cái trang phục, chọn cái màu sắc, chọn cái vật phẩm phong thủy ấy, hợp với tuổi của mình. Hành thổ nói về cái không gian nuôi trồng và sinh trưởng, sinh sống và tồn tại của các loại sinh vật. Thổ nuôi dưỡng và tác động lại các cái hành khác, cái mệnh thổ nó mà khuyết trong ngũ hành ấy, thì sẽ kết hợp với những cái sự vật thuộc cái hành hỏa hoặc là hành thổ. Những người mà mệnh thiếu thổ sẽ kỵ mộc, nên là các yếu tố nào mà thuộc về mộc uh, thì quý vị cũng cần phải là gì? Cần phải chú ý đúng không? Và các bạn cũng cần phải bổ sung thêm hỏa để được tương sinh. Vì thế lựa chọn các loại quần áo, giày dép, trang phục hoặc là vỏ chăn ga, gối đệm, túi sách. Trên phương diện này thì cũng cần phải có màu đỏ hoặc là màu vàng. Vật phẩm phong thủy cũng sẽ giúp các bạn thu hút thêm cái may mắn và tài lộc. Như là quý vị có thể để các linh vật phong thủy hợp mệnh với mình đúng không Hoặc bên cạnh đó quý vị cũng có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý quý nhân theo mệnh để mang lại cái may mắn. Vòng tam hợp quý nhân ấy, thì quý vị sẽ sử dụng theo cái bộ tam hợp cục. Ví dụ những người tuổi Thân, Tý, Thìn thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn những người tuổi dần ngọ tuất tam hợp hỏa cục ấy, thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất những người tuổi hợi mão mùi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi những người tuổi tỵ dậu sửu thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu sửu à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người mệnh thổ à, quý vị thân mến À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người mệnh thổ từ công danh sự nghiệp tài lộc đến cách chọn màu sắc được may mắn bổ sung hành khuyết chọn nhà hợp hướng nào mua xe hợp xe màu gì. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.